trời mưa quá nên là chiếc xe không rơi lại được bốc nhé, và giờ sẽ lấy chiếc máy xúc đây để đợi nhá. Vậy là cũng lên rồi. Phải cả máy cùng đi cơ. Đường đi nháo quá nha anh em. Đường nháo quá. Đường lúc đấy máy vừa mới lên để sửa. Sửa xong thì lại gặp một trận mưa quá là to luôn, nên là chiếc xe cũng không lên được nha. Và giờ phải lấy cái máy múc nó để nó trước, rồi chiếc xe này mới dây lên được bốc. Và không biết là hành trình tí nữa xuống thì sẽ như thế nào nha. Xuống thì còn phải gặp một đoạn đường ôm cua nữa nên là không biết tình hình sẽ như nào. Sẽ chờ đợi tí nữa chiếc xe sẽ đi xuống.
ghi sai này nha. Sơn lao đâu rồi? Nhất tư lưu vân ra nà lưu hay nà tù mà tà gà vân mà hết cây rồi nhá, còn một ít ở đây mấy anh em làm chưa xong nên là không đủ chuyến đó. Mọi người thấy nhá, mấy anh đang cắt giờ ở đây nên là chưa xong nhá, nên là được bao nhiêu là về bấy nhiêu nhá. Trời thì mới đổ mưa xong và giờ thì chiếc xe lại chuẩn bị sổ một đoạn đường róc ở đây. Nhưng mà đoạn đường đây thì nói chung là cũng bình thường thôi, nên là đi chắc cũng không trượt được đâu, do là đường cũng hơi có đá nên là chắc là cũng ok. Là trước kia này
giờ đây thì chiếc xe cũng đã đi qua những sinh lầy rồi, và mình cũng sẽ dừng lại đoạn video ở đây. Mọi người xem video mình hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Gặp lại tất cả mọi người ở những đoạn video tiếp theo nhé.